Konnichiwa. Xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm nước chanh muối giải khát ngày hè. Ngoài làm nước giải khát ra thì chanh muối còn có rất nhiều công dụng hay tốt cho sức khỏe. Một trong những công dụng mà mình thích nhất là giảm cân và điều hòa pH cực tốt. Cách làm chanh muối cũng rất là đơn giản. Nếu yêu thích món chanh muối và muốn tự làm ở nhà thì mời vào xem và cùng làm nha. Để làm chanh muối thì nguyên liệu chính là chanh và muối. Ở đây mình có mười mấy trái chanh, khoảng 1,3 kg. Hôm nay mình không có mua chanh giống của Việt Nam mà mình mua giống của Nhật. Trái nó to và vỏ của nó cũng dày nữa. Nếu ở Việt Nam mua được chanh vỏ mỏng thì nó sẽ ngon hơn nha. Trước tiên mình sẽ cho vào đây 200g muối. Mình sử dụng muối iốt. Mình xát muối lên từng trái chanh nha mọi người. Mình sẽ cầm từng trái chanh lên và xát muối như thế này. Đó, làm từng trái như thế này. Như vậy sẽ làm cho vị đắng của vỏ chanh giảm đi rất là nhiều. Mình đã chà xát muối lên từng trái chanh rồi, bây giờ mình sẽ lắc như thế này. Đó, mình cứ lắc cái rổ như thế này để cho nó muối nó xát đều lên chanh. Mình cứ làm như vậy cho đến khi nào mà nhìn thấy cái muối của mình nó đổi màu, nó hơi ướt ướt và nó đổi thành cái màu vàng. Rồi, mình lắc cũng được 5 phút rồi. Bây giờ mình thấy cái muối của mình nó hơi có màu vàng rồi. Đó. Cái muối nó chà xát muối xong mình đã đem đi rửa cho thật sạch và để cho ráo là được rồi. Chanh của mình bây giờ nó mềm hơn hồi nãy rồi nè. Đó, nó mềm đều ha. Cái vỏ của nó đã được xát một lớp muối, bây giờ nó vàng và nó mềm đều hơn hồi nãy rồi. Bây giờ mình sẽ ướp đường. Mình sẽ ướp vào đây 200g đường. Và 50g muối. Bây giờ mình không cần phải chà từng trái như hồi nãy nữa mà mình chỉ lắc cái thao như thế này thôi. Đó, cứ lắc đều cái thao thì nó sẽ ướp đều đường và muối vào từng trái chanh nha. Mình lắc hồi nãy giờ cũng được 5-7 phút rồi. Trái chanh bây giờ nó đã áo một lớp muối đường, nó đổ mồ hôi ướt nhẹp luôn nè. Trái chanh của mình bây giờ nó đã ra hết chất đắng rồi đó mọi người. Đó, nó thấm đường và muối vào và cái chất đắng của nó chảy ra, nó ướt trái chanh luôn. Và bây giờ bóp vào trái chanh nó cảm giác rất là mềm. Đường và muối thì ướt nhẹp luôn. Chất đắng ở bên trong vỏ chanh nó đã chảy ra, ướt nhẹp đường và muối luôn. Đó, như vậy là được rồi. Bắt lên bếp một nồi nước nấu cho thật sôi. Nước của mình nó đã sôi bùng bùng lên rồi nè. Mình tắt bếp và nhắc xuống nha. Rồi cho chanh vào đây trụng. Mình sẽ trụng chanh trong vòng 5 đến 10 giây. Tùy theo cái vỏ chanh nha. Nếu vỏ chanh của mọi người nó mỏng thì mọi người trụng nhanh. Còn vỏ chanh này của mình nó cũng hơi dày đấy. Cho nên là mình trụng khoảng 10 giây rồi mình vớt ra. Vớt chanh ra mình cho lên cái nia và phơi cho chanh được khô ráo nước.
Trong khi đó mình sẽ nấu nước muối. Mình sẽ cho vào nồi 2 lít nước và 200 gram muối. Lượng nước và muối mọi người có thể điều chỉnh theo tùy khẩu vị của gia đình nha. Nếu như mà làm nước mặn thì khi pha nước chanh muối, mọi người cho ít nước chanh muối thôi, rồi pha thêm nhiều nước và đường vào cho vừa uống. Mình sẽ nấu cho nước sôi và muối tan ra hết nha. Nước của mình đã sôi lên rồi và muối cũng tan hết rồi. Mình sẽ cho vào đây một muỗng 10ml giấm ăn. Cho giấm ăn vào có tác dụng làm cho chanh muối của mình thơm ngon và không có bị nổi mốc, nổi ván khi đang ngâm. Đây là chai giấm ăn của Nhật, nó có bán ở các siêu thị Nhật nha. Còn nếu như mà ở Việt Nam thì mọi người có thể mua giấm gạo hoặc là giấm tự nuôi cũng được nha. Rồi nước của mình nó đã sôi bùng lên như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp và để cho nước thật nguội. Trong khi chờ nước nguội mình chuẩn bị cái hũ để đựng nè, đây là hũ thủy tinh. Mình rửa sạch cho nước sôi vào đây tráng và phơi cho thật khô ráo nước. Phải khử trùng, tiệt trùng cái hũ cho thật kỹ. Chanh của mình bây giờ nó đã khô ráo nước rồi nè. Đó, bóng lưỡng luôn. Cái vỏ chanh ban đầu nó sần sùi mà bây giờ nó đã láng mịn luôn nè mọi người. Đó, nhìn thích ghê luôn á. Nó phải khô ráo nước nha. Chanh thì cũng phải thật là khô ráo nước. Và cái hũ cũng phải khô ráo nước. Và tiệt trùng cho thật kỹ thì cái nước chanh muối của mình nó mới được ngon. Và khi mà đang ngâm giữa chừng nó không có bị nổi ván, nổi mốc lên. Nước của mình để nãy giờ nó đã nguội rồi, phải để cho nước thật là nguội, nguội hẳn luôn rồi mới cho vào đây nha mọi người. Nước muối của mình còn lại một ít nè, mình sẽ cho vào cái bịch này, cho vào cái bịch ni lông và cột chặt bịch lại. Mình sẽ để bịch nước lên trên lớp chanh để cho nó đè mấy trái chanh xuống nước. Rồi mình đậy nắp kính lại, mấy trái chanh nó phải ngập nước, nó phải nằm dưới mặt nước như thế này mới được nha. Mình sẽ đem ra ngoài để ở nơi có nắng, phơi nắng khoảng 1 tháng nha. Chanh của mình trái nó hơi to và vỏ hơi dày cho nên là mình ngâm 1 tháng rưỡi. Đây là chanh của mình đã ngâm được 1 tháng rưỡi rồi nè. Bây giờ mở cái hũ ra thì nó thơm phức cái mùi chanh muối luôn. Mình sẽ cắt ra một trái thử cho mọi người xem nha. Coi bên trong nó như thế nào. Wow, cái vỏ chanh này nó dày quá cho nên là ở bên trong nó cũng chưa có đổ mật mấy. Nhưng mà nó cũng đã mềm rồi mọi người. Cái phần thịt bên trong của lớp chanh thì nó có hơi tôm mật một tí xíu. Nhưng mà cũng chưa có tôm nhiều lắm. Cái này thì bây giờ cũng đã uống được rồi, nó đã mềm rồi uống được rồi. Nhưng mà mình nghĩ phải để hơn 2 tháng thì nó mới ngon hơn nha. Khi uống thì mình sẽ pha, mình cắt nhỏ chanh ra hoặc là dầm nát nó ra. Lấy ra một ít nước chanh muối, pha với nước loãng và thêm đường cho vừa uống. Thích uống ngọt nhiều thì cho nhiều đường. Mình đang muốn uống giảm cân cho nên là mình cho ít đường. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong nước chanh muối. Mình chúc cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Ca Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai goma de mite kudete. Arigato gozaimasu. Mata ne.